chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại bây giờ là cũng có cô khăn giả cũng đến mua hàng để ủng hộ cho chị Loan nha cô chú. Dạ thì hiện tại bây giờ là 4 giờ chiều rồi nha cô chú anh chị. Có thấy là cô nắm cái tờ giấy ghi những cái món hàng á để đưa vào cho các chị bên trong. Anh biết sao? Dạ. Tại vì là cô mua rất là nhiều. Dạ. Cho nên là cô sợ không nhớ hết á. Dạ. Cô ghi sẵn trước ở nhà rồi. Dạ. Cô ghi rất là nhiều luôn mọi người. Cô chuẩn bị một cái danh sách nha, những cái món đồ mà cô cần mua trước. Và gửi cho shop của Loan ha. Đó cô chú, thì hiện tại bây giờ là cô cũng đã mua hàng xong và ra về nha cô chú anh chị. Dạ thì hiện tại bây giờ là 4 giờ chiều hơn rồi đó cô chú, thì em cũng có mặt tại nhà chị Loan. Dạ cô tặng quà luôn kìa, rất là quý luôn. Dạ cô chú. À vừa rồi là cô tặng áo mưa cho các anh em nha cô chú, rất là quý luôn. Cô thấy là trời mưa. Dạ. Anh em mà đang quay trước nhà chị Loan đó. Cô tặng áo mưa luôn nha. Và đây cô chú. Đây cô làm cho con nào. Áo mưa phải không anh? À, đúng là áo mưa mọi người. À vậy là cô này là làm ở trong ngân hàng á. Ngân hàng Vietcombank á. À Vietcombank. Cô có được cái tờ giấy của cái vào này. Đó, ngân hàng Vietcombank đó cô chú. Dạ thì nói chung là hiện tại bây giờ là trời Sài Gòn cũng đang bắt đầu mưa nha cô chú. Mưa dày hạt rồi đó. Dạ. Anh em mình đứng ở đây mà nó vẫn phả vào ha. Dạ. Đó thì em cũng có mặt tại nhà chị Loan để quay gửi đến cô chú anh chị gần xa được xem. Dạ thì nói chung là ngày hôm nay là ngày 20 tháng 10 nha cô chú, thì ngày quốc tế của phụ nữ. Đó thì có sao là em chia sẻ dạy nha cô chú anh chị. Buổi chiều ngày hôm nay á thì khách đến nhà chị Loan mua hàng á thì cũng thưa thôi chứ không có đông nha cô chú. Đó có sao là em chia sẻ thật vậy thôi. Thì nhà chị Loan thường thường là buổi chiều tối khách sẽ đến mua hàng rất là đông. Rồi cô đi rồi cả nhà, cô rất là dễ thương ha. Đó cô chú, thì hiện tại bây giờ là phía bên trong nhà chị Loan thì cũng có các anh chị nhân viên của chị Loan cũng đang đóng những cái đơn hàng mà ngày hôm qua chị Loan cũng đã live stream, thì cũng đã chốt đơn lại rồi đó cô chú. Thì ngày hôm nay các anh chị cũng tranh thủ đóng những cái đơn hàng đó rồi qua ngày hôm sau sẽ gửi đi cho các cô chú anh chị ở xa nha cô chú. Đó. Hôm nay là thứ sáu rồi nha cô chú. Dạ thì vừa rồi cô khán giả đó là ở Tân Phú đến nha cô chú anh chị. Thì em cũng có thấy là cô cũng vào á, thì cô cũng đưa cái tờ giấy, thì cô cũng ghi những cái món hàng sẵn rồi cô chú. Đó thì sau khi cô đưa tờ giấy xong á thì các anh chị nhân viên của chị Loan lấy hàng rất là nhanh luôn nha cô chú.
Đó rồi cô, trước khi cô rời đi, trời Sài Gòn cũng bắt đầu mưa, thì cô cũng lấy cái áo mưa cô chú, cô cũng tặng cho các anh em quay trước nhà chị Loan. Hôm nay thì nói chung là ngày lỡ 20 tháng 10 á cô chú. Nhà chị Loan thì các cô chú anh chị đến buổi sáng thì đông, nhưng mà buổi chiều ngày hôm nay thì đến rất là ít nha cô chú. Đó cô chú, thì sau những lúc mà chị Loan và anh Hải đi ra bên ngoài có công việc thì chú cô Bê Ken này và anh Thành Mỹ sẽ ngồi trực bên trên máy tính nha cô chú anh chị. Đó, thì anh Thành Mỹ thì luôn luôn ngồi bên cái máy tính, ở những cô chú anh chị ở xa nhiều khi là chốt đơn á, thì anh Thành Mỹ là sẽ biết được, là sẽ chốt lại cái đơn đó liền nha cô chú. Buổi sáng ngày hôm nay thì có cô ở công ty Sương Yến của cô chú anh chị thì cũng có gửi hai Sương Yến đến anh. Không, gửi bông và gửi hoa đến. Gửi bông đến hoa đến cả nhà. Gửi hai cái giỏ hoa đến tặng cho chị Loan tại nhà, rất là đẹp luôn nha cô chú. Đó cô chú anh chị, thì nói chung là em lúc nào cũng có mặt tại nhà chị Loan để cập nhật tình hình buôn bán của chị Loan, để gửi đến cho cô chú anh chị được xem. Dạ thì cũng mong rằng là các cô chú anh chị cho em xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ kênh nha cô chú. Dạ thôi giờ em cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn em kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha.